Nay mình sẽ làm về cái quạt không cánh DIY nha. DIY từ cái motor hút bụi mà mốt lại không trở than 12-24V lúc trước đó. Thì cái khung quạt này á là cái khung AFOY nha, khung khí động học luôn nha. Chứ không phải là cái khung chỉ là khung gió thổi cho bình thường nha, cái này có khí động học nha. Cái khung này á mình đã có cái file in 3D của nó rồi. Bạn nào muốn in 3D thì về DIY giống này thì các bạn có thể vô cái phần mô tả, các bạn xem cái link, xem cái Zalo của mình á, rồi bạn truy cập vào đó, các bạn xin mình file thì mình sẽ cho cái file các bạn về, các bạn in cái khung quạt này nha. Đây mình có hai file lận nha. Đây. Mình có cái file hình dài tròn tròn vậy. Tròn tròn dài này. Hình quả trứng này, như hình quả trứng vậy đó. Đó, với một cái khung hình tròn này đó. Cái khung nào cũng có là dạng khí động học nha, mình đều có cái file in 3D hết nha. Màu sao của nó vậy nha, này mình đã sơn lại rồi, cái màu này cái màu này là màu mình đã sơn lại nha. Đó. Thì bên trong của nó là vậy, đường khí động học của nó vậy. Thì trước khi khởi động thì mình cho bạn xem cái review bên ngoài nó trước nha. Đây. Đây mình xài cái nguồn là nguồn 19V netgas. Hiện tại là mình xài cái nguồn này. Đây. 19V 3.16A. Các bạn có thể xài nguồn 24V cũng được, nhưng mà này mình chỉ chạy 19V thôi. Đây mình có một cái đồng hồ báo von nha. Thì cái này thì mình làm có làm thêm cho nó là điều khiển từ xa. Đây. Đó. Thì đây là nút nguồn. Bình thường nếu không sao thì xa có thể xài được cái nấm chỉnh này và cái nút nguồn này vẫn được. Đó. Thì này cái mình làm bằng ống cái phần thân này là bằng ống 140. Hai cái nắp bịch 140. Đây. Và trong đây thì luôn các bạn như là điện buộc các bộ phận nguồn áp này kia và cái bộ phận xoay trong đây luôn, cái motor xoay trong đây luôn. Đó, đằng sau đây là cái phần nguồn dắt XT60 nha, và đây cái anten của cho cái điều khiển, cái phần điều khiển quay. Trên đây là cái phần điều khiển rồi đây để nó mà đóng ngắt cái motor này. Đây, sóng hồng ngoại ha. Anh sao thì là SC. Đây. SC 200W. Đây. Thì bên trong thì nó sẽ có lọc ha. Đó, bên trong thì nó có sẽ lọc F3. Đó. Các bạn xem video đầu vô các bạn sẽ thấy cái lọc F3 đó ha. Và cái ống này là mình để là cái ống này là cúc 6 cúc 90. Cúc 90 về 42. Đó. Trên đây cũng là cúc 42 về 60. Làm cho nó vừa cái khung quạt này xíu à. Chỉ bằng KB hết nè. Thì mình review nó sơ sơ qua, bạn nào muốn làm thì có thể làm theo kiểu này cũng được. Đây thì mình sẽ chuẩn bị trước cái phần đây, mình sẽ có một cái này. Đây. Cái nguyên lý của cái quạt này á thì cánh cái phần khung quạt này nó sẽ có hình dạng giống vậy nha. Đây, gió nó sẽ đi từ cái phần ngoài, nó cũng đi theo cái đường ra. Và cái gió ở trong đây nó sẽ đi hướng này, qua một khe, chính là cái khe này nha. Đó. Rồi đi qua đây thì nó tạo ra một áp suất âm trong đây. Trong đây là âm, ở trong đây là âm, còn ngoài là dương. Đó. Thì dương nó sẽ đi vào âm, nó sẽ đi vào trong cái ống phía sau này, nó sẽ lòn như đây nè. Đây mình có vẽ nè, nó sẽ lòn như đây nè. Nó đi ở đây, thì nghe trên đây nè, nó cũng sẽ bò xuống luôn, đi theo luôn. Và nó tạo một cái luồng gió mát. Đó. Thì đây là quạt không cánh, nguyên lý nó vậy, mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Đó. Thì có nhiều bạn thì không có hiểu hiểu ý nghĩa, không phải là nó bơm không khí lên mà thổi ra đâu nha. Đại sinh thì cũng hãng đại sinh thì nó làm vậy, nhưng mà hãng khác thì không có làm vậy nha, các bạn lưu ý nha. Đó. Đây mình đã chuẩn bị sẵn những cái miếng giấy rồi để mình test thử cái luồng gió ra bạn xem nào. Thì cánh sẽ có dạng giống vậy nha.
đây, nó có dạng giống vậy nè đó. Đó thì cái này có thể xài được bình ắc quy 24V vẫn được, hoặc là bình ắc quy 12V vẫn chạy nha, tại vì mình đây mình làm cho nó rất là IT60 cho nên nó có thể xài được pin. Đây là đèn báo, đèn báo xa. Giờ mình sẽ test luôn nha, mình sẽ test trước cái phần nguồn của cái thân này trước nha. Đó. Bạn nếu mà không muốn xài nguồn thì có thể xài được cái hiển thị xa vẫn được nha. Đây này, trước mình đã có test rồi ha. Đó, đèn xanh nó hiện lên. Đó. 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 Mình tắt rồi. Các bạn nhìn nha. Đây. Đó, cái đèn xanh nó sẽ hiện lên. Gió ra. Cái gió này á, nó không có giống như cái gió của cái quạt mà Senco như bình thường á, cánh mà cây bình thường cắm ngoài cánh quạt á, thì cái gió nó không có ào ạt như vậy, mà gió là gió dịu, gió nó là gió mềm á, soft wind đó. Cho nên là quạt này là khi mình làm xong mình đánh giá là nó xài để mà đi ngủ rất là hay nha, là ok cho nhìn nó cũng gọn đó. Đây mình sẽ test chức bằng chức năng là đây, mình sẽ test chức bằng cái chức năng là xoay. Đó, đây mình bật lên rồi, nó xoay. Cái góc xoay này á, mình làm ra thì nó cũng không có được xoay nhiều giống như là quạt quạt của Dyson hoặc là quạt của hãng khác, giống như quạt trong cánh luôn á, mà nó xoay thì nó xoay cái góc độ nó cao hơn. Của mình làm thì nó không có được góc độ nó cao lắm nha, nó chỉ là tạm ổn thôi. Đó, ở đây mình sẽ tắt nó rồi. Đó, tắt rồi. Đó, tắt. Tắt. Đó. Đây. Đó, tắt cái kia này. Đó. Đây còn thêm một chức năng nữa là hẹn giờ 30 phút ha. Đây. Có một chức năng là hẹn giờ 30 phút nữa. Sau khi 30 phút thì quạt sẽ tự tắt. Đây. Đây các bạn. Đó. Sau 30 phút thì quạt sẽ tự tắt. Nhưng mà nhấn vào cái nút 30 phút này. Bây giờ mình sẽ test cái phần gió đi vào cho bạn xem bằng khói nha, để bạn nhìn dễ hình dung hơn. Đây mình sẽ thử bằng khói ha. Đó, cho bạn nhìn khói nó đi vào nè. Nó đi vào thân luôn nha. Đó. Hoặc nó đi từ phía sau nó sẽ hút vào luôn nha. Đó, bạn nhìn kỹ nha. Dù mình để cách xa nhưng mà nó vẫn vào luôn nè, nó sẽ đi vào. Đây là mức trung bình ha, các bạn có thể chỉnh volume nè, em sẽ chỉnh volume lên. Đó, maximum của nó nè.
Thì cái quạt này á thì mình do là đi DIY cho nên nó sẽ có một cái hạn chế là cái tiếng ồn nó hơi cao xíu, nếu mà chạy ở maximum thì nó sẽ rất là hơi ồn. Nhưng mà so với quạt hãng ta làm thì chắc chắn là nó sẽ ồn hơn rất là nhiều. Nhưng mà đã là hàng DIY thì nó không có toàn diện ha. Đây thì mình đam mê thì mình muốn làm để mình quạt để mà để ngủ thì ok. Rồi trong phòng khách còn máy lạnh đâu đó thì cái này cũng ok lắm nha đó. Mà thêm nó là mình làm thêm cho nó cái điện từ xa này thì cũng đã có 500 nữa. Nên mình cho bạn xem luôn, nó có cái 500 luôn đây, nó có 500 nhưng mà hết để cái từ biển luôn, giống như đề sinh luôn ha. Cái này thì giúp mình đã có review rồi ha. Thì bạn nào có thắc mắc gì về cái này hoặc là muốn làm cái này hoặc là thắc mắc về cái phần mà động cơ bơm gió đi vô để mình làm sao để mà nén vào cái lỗ này được đó, thì các bạn thắc mắc thì mình có thể inbox cái Zalo của mình nè, để Zalo với phần mô tả với cái phần bình luận luôn. Bạn nào muốn tham khảo thì muốn làm thì có thể liên lạc với mình sẽ hướng dẫn cụ thể ha. Thì cái này là sản phẩm DIY thôi nên là không có đồ toàn diện, nên là bạn nào nói mà tại sao gió nó không mạnh thì cái này mình cũng chấp nhận thôi. Thì đây là hàng DIY thì cái lượng gió nó ra vậy là có khoảng thấy lần khá là ổn mà ha. Đây bạn đi xuyên tay vào luôn đây, và không cánh đó. Thì mà không cánh thì vẫn có cánh nha, nhưng mà cánh nó được giấu trong cái phần dưới đây chứ không phải là không có cánh đó. Và không cánh là cái tên đó thì để người ta dễ bán thôi chứ không phải là quạt nó không có cánh ha. Thì nếu bạn có cánh nhưng mà ở đây không phải là cái quạt nữa mà giống như là một cái máy nén thì mình cũng làm nó thuộc dạng như một cái máy nén vậy đó, cho nên là nó mới bơm vào được những cái khe hở này, nó mới nén vào được cái khe hở này thì gió nó mới tạo lên được cái áp suất âm trong này. Chứ còn mà các bạn mà dùng cái mấy cái quạt máy tính là bạn làm thì không bao giờ là được, nó vẫn ra gió nhưng mà nó là yếu đó. Thì cái quạt này mình đã chạy được khoảng mấy ngày rồi, khoảng được 3 ngày. À, mình thấy cảm thấy là cũng ok, một đêm ngủ rất là mát, cái gió nó ra nó không có làm cho mình bị ngộp thở hoặc là khó chịu giống như là quạt ba lá bình thường hoặc sân cô bình thường ha. Tuy là nó có hơi ồn ở mắt ở chế độ khi mà bạn dặn mắt á, nhưng mà các bạn ở dặn chế độ min á, thì nó cũng không có ồn mấy, các bạn có thể dặn ngủ được bình thường. Mình sẽ gỡ luôn cái này ra luôn, hồi nãy mình đã test cái này ra rồi đâu, mình gỡ luôn các bạn. Thì cái phần mà trong đây thì mình có gắn thêm cái bộ lọc nữa ha, trong đây mình có một cái bộ lọc HEPA trong đây rồi đó. Nên là không khí nó ra nó sẽ được sạch ha.